Ông đánh cờ với cháu suy nghĩ đến bà cả tóc mà vẫn không thắng nổi ván nào. Và sự thật khiến nhiều người bất ngờ. Được biết người cháu đã học lớp 6, còn người ông năm nay đã gần 60 tuổi. Đam mê bộ môn cờ tướng nên chính ông đã là người dạy cháu mình chơi. Nhưng điều ông không ngờ tới là khi thuộc hết mặt con cờ thì ngay lập tức đó là những chuỗi ngày thua liên tiếp. Suy nghĩ bạc cả đầu mà vẫn không thắng nổi cháu ván nào. Cứ tưởng sau này cháu sẽ là thần đồng của bộ môn cờ tướng. Nhưng có một sự thật không ngờ là ông lại đang đánh với máy. Ôi trời ơi! Một cách để chiến thắng không tưởng khi trẻ em tiếp cận công nghệ 4.0 từ sớm. Được biết ông đã đánh trong 2 tháng trời, ngày nào cũng đón cháu đi học từ trường về là bế luôn ra chỗ bàn cờ bắt cháu chơi. Nhưng đó cũng là chuỗi 60 ngày ông chưa một lần chiến thắng. Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân mạng một phen cười nghiêng ngả và để lại bình luận: đúng là người tính không có bằng máy tính. Vậy mới thú vị chứ đánh mà không có đối thủ chán lắm. Cũng là đánh cờ nhưng đánh không cần suy nghĩ. Cháu với chả chắc dám ngừa cả ông, làm ông suy nghĩ đau cả đầu. Cháu hơn ông là nhà có phúc đó chứ, có thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.